Hello, xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Hoàng Phú RG của mình nha. Một kênh mukbang và ăn uống. Thì hôm nay Phú sẽ ăn những gói mì mà trước mặt Phú nha. Phú lại tiếp tục ăn mì nhưng mà chúng ta sẽ ăn mì trong nước, ăn mì Việt Nam nha. Và đây là một cái hiệu mì mà Phú nghĩ là 99,99% người Việt Nam đều biết. Đó chính là mì Hảo Hảo nha mọi người. Và hôm nay Phú sẽ ăn cái loại mì này. Cái mì này là mì xào nha mọi người. Mì xào tôm hành và có cái dạng súp sệt. Cái gói của nó là màu cam nè mọi người. Hôm nay Phú sẽ ăn 6 gói mì này nha. Và ăn kèm với nó thì dễ gì ốp phê được cái miệng của Phú. Phú sẽ ăn với... Phú có mua cái này là kiểu là dăm bông đó mọi người. Thịt ba rọi xông khói. Thịt ba rọi xông khói nha. Còn đây là dăm bông vai. Phú có chuẩn bị để Phú ăn kèm với lại gói mì này. Ngoài ra Phú còn mua cả xúc xích nữa mọi người. Đây, đây là xúc xích. Phú mua những cái loại này á thì Phú mua từ hôm qua mọi người, và Phú để ở trong ngăn đông á, cho nên là một lát nữa Phú phải rã đông nó rồi mới bắt đầu đi chế biến được nha mọi người. Thì bây giờ không nói nhiều nữa, Phú sẽ mời mọi người cùng đi pha mì với Phú nha. Let's go. Cái thịt xông khói ba gọi này thì Phú sẽ áp chảo nha mọi người. Áp chảo sơ nó là được rồi. Cái dăm bông này mình cũng làm tương tự nha mọi người, mình cũng áp chảo nó luôn. Còn riêng với xúc xích thì Phú sẽ cho vào lò nướng nha mọi người. Giờ Phú sẽ bỏ mì vô trong tô nha. Phú sẽ cho tiếp mớ rau củ này vô nha mọi người, rau củ sấy khô này vào. Rồi Phú sẽ cho nước sôi vào nha. Sau khi mà mọi người chắc nước ra thì để chừa trong đây khoảng 10% lượng nước mà mọi người đổ vào á. Rồi mọi người sẽ cho tất cả các gói sốt này vào nha. Vậy là Phú cũng đã nấu xong đó mọi người. Bây giờ thì mời mọi người cùng ăn với Phú nha. Chứ để mì nãy giờ nó hơi lâu, nó cũng không có được ngon đó mọi người. À, Phú mời mọi người nha. Nói cái mùi tôm hành là đúng mùi tôm hành đó mọi người. Còn mùi tôm với mùi hành thôi. Mì thì Phú nấu, đồ thì Phú làm. Cái này Phú áp chảo, cái này Phú áp chảo, cái này Phú nướng. Rất là nhanh luôn. Nhưng bà chị Phú bà đi chợ về mọi người. Tại hôm nay Phú ăn vào buổi sáng á. Bà đi chợ về và bà hỏi: "Ủa mày đang quay đó hả?"
Đúng rồi, em đang quay, em đang định ăn mì với mấy tất cả mọi thứ này. Cái bà thấy phút xếp mì một bên với đồ một bên đó, bà nói bà cũng làm một cái câu quyền lực thần thánh đó mọi người. Để chị sắp cho ta 15 phút thôi. Rồi đó, bà sắp thèm gì luôn mọi người. Bắt đầu bà chiên trứng nha. Bà làm hình trái tim tình yêu, trời ơi. Bà bị ngứa tay nữa. Ngứa mắt xong tới ngứa tay rồi bà bay vô bà làm rồi bà bắt đầu bà cái dăm bông này nè mọi người. Để nguyên miếng tròn đó chịu đâu. Rồi xếp một bông này là không biết bao nhiêu cái miếng dăm bông đó mọi người. Hôm nay Phú có chuẩn bị cả cái sốt xăm giang nữa mọi người, để Phú Phú chấm với lại mấy cái topping này nha. Đất ơi, cái mùi xăm giang, ôi trời ơi. Phú đã đổ cái dĩa này nha. Phú đổ cái dĩa này, Phú chấm hết mấy cái topping này nha mọi người. Có khi Phú gắt mì vô luôn. Để đây nha. Trời ơi, mới liếm thử miếng mà nó cay. Thôi ăn tiếp nha mọi người. Thì để Phú kể tiếp cái sự tích của bà chị Phú. Bà thấy Phú xếp xấu quá. Phú xếp miệng bên đây, xúc xích bên đây, với dâm bông, hai cái loại dâm bông bên đây. Bà nói thôi thôi thấy ghê quá. Mày xếp thấy ghê quá, mày xếp không có giữ ý tao gì hết trơn. Cho tao 15 phút thôi, để tao xếp lại. Thì bà gắn vào ngồi bà xếp luôn mà. Tôi nói bà xếp lẹ lên nha, mì của tôi nó nở nha. Mì của tôi nó nở maximum rồi. Chấm nước sốt xăm giang ăn nha mọi người. Ngon quá. Mà công nhận nó cay. Ngọc Phú thích ăn cay không nè. Hôm nay thì Phú quay video vào buổi sáng, cho nên là Phú uống nước này nha mọi người. Tea break nè mọi người. Multi English tea gì nè. Đại loại như là trà Anh đó mọi người, trà nước Anh đó. Phú thấy mà cái loại gì nước gì mới mà có bán trong siêu thị là Phú hay gom về Phú uống thử đó mọi người. Đây là lần đầu tiên Phú uống cái loại nước này luôn á. Mà mọi người cùng uống nước trà sữa Phú nha. Ăn tiếp mọi người ơi. Ăn qua tới cái trứng nha mọi người. Trái tim tình yêu, trời ơi. Phú thấy mắc mệt hết sức vậy. Gặp Phú là Phú chỉ đập rồi bỏ vô ăn thôi đó mọi người. Đây, Phú mời mọi người cùng ăn trái tim tình yêu của Phú nha. Một trái Phú dành tặng cho tất cả các viewer của Phú. Và Phú đang phá nó luôn rồi mọi người. Em bể cho nó ra nha. Hồi nãy chị Phú cũng nói vậy đó. Nói mày lên video mày nói một trái thì mày dành tặng cho người xem, người đăng ký của mày. Đây Phú mời mọi người nha, cùng ăn trái tim tình yêu của Phú. Ngon ghê. Cũng là mì, ăn với trứng lúc nào nó cũng ngon hết luôn mọi người ơi. Không biết làm 6 gói á, ăn có hết không nữa. Nhưng mà Phú đạo mì nha mọi người. Rất là thích ăn mì nha. Cái này là loại xúc xích thường đó mọi người. Chị Phú làm cái khuôn để đập trứng vô. Ăn với cái dăm bông này nha mọi người. Cái dăm bông này á, thực chất hai cái loại dăm bông này á, mọi người mua trong siêu thị là mọi người có thể ăn sống luôn. Ớ, không phải là ăn sống, có thể dùng trực tiếp luôn, nhưng mà tại vì Phú muốn áp chảo để cho nó nóng nè,
nó thơm, nó dậy được cái mùi thơm đó nè. Mà công nhận cái miếng thịt ba chỉ này á, nó béo mọi người. Cái mỡ á, nó lúc mà Phú áp chảo á là Phú không có cho gì lên cái chảo đó chứ mọi người. Mà hả, lúc sau á mỡ nó cũng nhiều lắm nha, nó chảy mỡ ra rất là nhiều, chảy muốn thành sông luôn. Ngon quá. Chị Phú á thì bà có cái quan niệm là phải vừa đẹp mắt và phải vừa ngon luôn, cho nên là hai cái tiêu chí đó là đối với bà làm nó phải song 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 hành với nhau. Còn Phú á thì có thể không đẹp nhưng mà ăn ngon là được, cho nên là mấy cái video mà Phú sắp thì nó sẽ không được đẹp như là chị Phú sắp đâu. Sau này mà bỏ theo chồng mới đi ra ở riêng cái video Phú chắc nó hơi bị xấu. Cái nước chấm xăm giang nó ngon mọi người ơi. Mọi người chấm, mọi người biết ăn cay và thích ăn cay á, chấm mấy cái thứ mà nướng nè, rồi mấy cái thứ mà kiểu thịt thà này kia mà chấm nước sốt xăm giang ngon quá. Khi mà mọi người á cho cái nước sốt này vô á, mọi người chừa lại khoảng 10% cái lượng nước mà mọi người đổ vào để mọi người pha mì á. Cộng với lại cái gói súp đó nữa, cái gói súp sọt đó, để cho nó không bị khô mọi người, mì nó không bị khô và nó sẽ được nở ở cái mức độ tối đa mọi người. Nhưng mà Phú thì không thích ăn mì nở mọi người, Phú lại thích ăn những cái mì mà sột sột á. Đi ăn lẩu á, nhúng mì là Phú nhúng xíu là Phú đem ra liền á mọi người. Tại Phú không thích ăn những cái loại mì mà nó quá chín mọi người, nó bị quá sột. Ôi lộn, nó bị quá nở. Mì này là làm xong là ăn liền. Chứ nãy giờ á, chị Phú sắp xếp rồi để co cảnh trí cho dùng cho Phú á, thì nó quá tốn thời gian, cho nên là mì này nó đã nở ra rất là nhiều mọi người. Ăn qua cái dăm bông bông hoa vậy của bà sếp mọi người, không biết bao nhiêu cái trong đây bà cuộn vô đây nè. Đó, trời ơi kinh khủng cho mọi người. Bà nói là để tao xếp quả hồng cho mày. Rồi ok, chị xếp thì chị xếp đi. Trời đất ơi, tại vì lúc bà xếp này Phú không quan sát mọi người, Phú lo Phú đi nướng xúc xích mọi người. Trời ơi con nó tràn ra mọi người. Cái này là dăm bông vai nha. Dăm bông vai thì đa số là nạc. Ăn rất là được, rất là ngon mọi người. Và nó có cái vị mặn sẵn đó, cho nên là mọi người có thể là mở bọc ra ăn liền luôn đó mọi người. Mình như cái dăm bông này người ta kẹp bánh mì người ta ăn không mọi người. Kẹp bánh mì ăn sáng á. Hôm nay nha, hôm nay là 8 giờ là bắt đầu set up các kiểu quay rồi mọi người. Mà lay quay giờ tới 10 giờ mới được ăn luôn. Nhưng mà vẫn là trong buổi sáng cho nên là vẫn mời mọi người ăn sáng nha.
mì Hảo Hảo này cách làm nó dễ, rồi nó gọn mọi người, cho nên á là Phú thấy là cái lúc mà thời sinh viên đó là Phú hay ăn cái loại mì này mọi người. Nhưng mà Phú nhớ nha, Phú nhớ là cái loại mì này á là hồi xưa á là công ty Hảo Hảo này nè là người ta sản xuất là cái loại mà nó là cái dạng có hai cái loại gói, trong đó là cái dạng mà bột gia vị với lại dạng miếng dầu, mà không hiểu sao bây giờ nó lại đổi sang là súp sệt rồi mọi người, thì cái đó Phú cũng không có biết nữa. Nhưng mà cái dạng đó hồi xưa cũng rất là ngon nha mọi người, tức là bên trong á, bên trong cái gói mì nó tới ba cái loại gói là mọi người, là một cái là hành lá, một cái là gói gia vị và một cái là gói dầu. Quan tới tiếp trái tim thứ hai nha. Mời mọi người nha. Ăn cho hái trứng nữa mọi người. Kinh khủng thiệt. Làm nhiều nhiều tháo gói chứ mới ăn hết mọi người. Còn topping nữa. Nhưng mà Phú lúc nào cái miệng á nó cũng đói hơn có con mắt chứ mọi người. Ngon quá. Mà cái mì này nha, thời sinh viên Phú cực kỳ mê ăn luôn mọi người. Nó còn một loại nữa. Cái gói của nó là màu xanh nha mọi người, màu xanh lá cây. Đây là một trong những cái gói mì xào khô của Phú rất là thích. Mọi người á còn biết cái loại mì gì á mà nó xào khô á mà nó ngon á, comment bên dưới video nha, chỉ cho Phú nhé, cho Phú ăn nhé. Phước thức này hồi nãy là nguyên cây mà chị Phú sắc ra mà. Nhưng mà mì ăn kèm với xúc xích là một cái sự lựa chọn cực kỳ ngon nha. Tao nói hổng dở á, Phú phải chăm lo cho cái kênh kia mọi người, cái kênh mà Phú à mọi người hơi lố, cho nên là bỏ bê cái kênh này. Và cái lời hứa mà tao nói một tuần ra hai video ăn uống mukbang của Phú là nó tan thành mây khói luôn mọi người. Hứa thật nhiều mà thất hứa cũng thật nhiều luôn. Sorry mọi người, là Phú cũng hơi bị bận mọi người, không phải đi làm. Rồi bây giờ lập kênh thứ hai để mình hát cover nữa mọi người. Rồi tại sao Phú phải làm vậy? Bởi vì á nếu Phú hát cover trong cái kênh chính, kênh Hoàng Phú RG này á, thì vô tình là nó sẽ bị dính bản quyền của một số cái bài hát mà Phú hát. Giống như cái đợt vừa rồi hồi tháng 5 mọi người, Phú hát cái bài mà Em Không Sai Chúng Ta Sai của Eric á, là Phú đã bị nhận một gậy bản quyền đó mọi người.
thì cũng đúng thôi mọi người, tại Phú hát Phú không xin phép ai, Phú không mua bản quyền thì đó là lỗi của Phú phải rồi. Cho nên là mà cái niềm đam mê hát cover của Phú thì Phú cũng rất là thích hát luôn, cũng như là sở thích ăn vậy đó. Cho nên là Phú lập thêm một cái kênh nữa để mình hát rồi mình thảy vô đó. Nếu có chết thì chết kênh đó thôi, kênh này vẫn sống mọi người. Chứ cái đợt mà bị dính bản quyền đó là Phú bị gỡ nội dung mà Phú ăn một cái gài bản quyền trong vòng 3 tháng trời đó mọi người. Tới hồi tháng 8 mới đây là mới được gỡ ra đó mọi người, từ tháng 5 đến tháng 8. Phú sợ quá trời sợ rồi, Phú nói Phú không dám hát hò gì trong cái kênh này nữa không. Với lại á, cái thứ hai đó mọi người là đăng nhiều nội dung thành tên, đăng quá nhiều nội dung trong một cái video á, trong một cái âm kênh thì nó sẽ bị loãng nữa. Đồng ý đó, là có người cùng thích ăn và cùng thích hát thôi, nhưng mà cũng có người chỉ thích ăn rồi sao, mà cũng có người chỉ thích nghe hát thôi. Còn cứ làm như vậy á thì nó sẽ bị loãng kênh và mọi người sẽ không thích cái kênh Phú nữa mọi người. Kiểu mình làm một cái gì đó thì mình phải chuyên tâm vào làm một cái nội dung đó thôi mọi người. Cho nên á, người thích ăn uống thì cái kênh này mọi người, Hoàng Phú RG. Người thích hát cover này kia, với cả du lịch á, thì là Phú à. Phú luôn luôn giới thiệu hai cái kênh đó ở dưới phần mô tả với lại phần bình luận mọi người. Mà hát cover thì cũng được đi mọi người, nhưng mà nó lỡ ảnh hưởng tới cái kênh chính này á thì nó cũng rất là tội nghiệp, tội nghiệp cho bản thân Phú nữa. Bởi vì kênh này á đã được bật kiếm tiền rồi, đã được chạy quảng cáo bla 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 các kiểu rồi, mà bây giờ bị dính bản quyền, lần một lần hai tới lần thứ ba là bị chết cho luôn mọi người, rồi kênh này sẽ bị YouTube xóa luôn mọi người. Cho nên là Phú rất là sợ. Mỗi video của ăn uống Phú làm ra đều có công sức của Phú nè, của những người đóng góp trong video chung với Phú, như là chị Phú nè, bla 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 rất là nhiều người. Nên là Phú không muốn bị mất kênh là như vậy. Chắc trong đây cũng còn cần gỡ khoảng gói gửi mì mọi người, mà Phú thì bắt đầu no rồi đó. Nếu 6 gói ăn không, không có topping, không có trứng, không có dăm bông xúc xích thì chắc có thể còn nuốt vô được. Còn giờ ăn chung topping thì nó mau ngán mọi người, mau no. Ngán thì chưa ngán, mà nó no. Nhưng mà phải công nhận là mì mà ăn chung với những cái thứ này rất là ngon nữa, không thể nào mà ngon hơn được nữa. Và những cái thứ này á, chấm chung với sốt xanh giang á, nó cũng rất là ngon luôn. Thôi bây giờ Phú sẽ mời mọi người cùng ăn miếng cuối cùng của Phú nha. Phú mời mọi người cùng ăn miếng cuối cùng của Phú nha. Ôi trời, gớt. Cũng hơn là không có ghi cái thử thách là ăn hết 6 gói mì cùng tất cả các topping đó nha. Nhưng mà dẫu sao cũng cảm thấy mì này cũng cực kỳ ngon, ăn cùng những cái giả đại dăm bông và xúc xích thì cũng bao la ok, rất là ngon luôn mọi người. Phú cảm ơn mọi người đã xem hết video của Phú đến đây nha. Và nếu mọi người thấy video của Phú hay, thư giãn và thoải mái hay là khiến cho mọi người thèm thì hãy cho Phú một nút thích, like cũng như là một nút chia sẻ, share video để cho tất cả mọi người cùng biết nha. Và ủng hộ kênh Phú bằng cách là nhấn vào nút đăng ký, subscribe cũng như là nút chuông thông báo để không bao giờ bỏ lỡ những video mới nhất của Phú nha. Phú hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo. Bye bye. Chúc mọi người buổi sáng vui vẻ.